Có phải là ốm đau bệnh tật bố mẹ đi đưa đi bệnh viện, học hành thiếu tiền bố mẹ lo, rồi là từ cái việc mà cái cúc áo nó đứt bố mẹ khâu. Tất cả mọi thứ bố mẹ làm. Có khi bố mẹ làm trong suốt 22 năm, làm cho mình cả 1 tỷ việc. Nhưng mà có khi bố mẹ chỉ cần không hài lòng mình một việc thôi mà mình đã giận bố mẹ rồi. Thì hỏi rằng đứa con đấy tốt hay xấu? Có phải từ bé mình sinh ra từ lúc 0 tuổi mà được bố mẹ nuôi đến cái năm 22 tuổi mà học hết đại học đi, là mình phải đốt của bố mẹ mấy tỷ bạc. Anh đốt cỡ bây giờ cũng phải cỡ 1,5 tỷ rồi đấy anh ạ. Thấy không? Mà hãy tưởng tượng là anh không có bố mẹ anh mà bỗng nhiên anh rơi giữa trời đất này, mà một người khác họ nuôi anh, đúng không? Thì giờ này anh phải rửa bát quét nhà suốt ngày, gọi dạ bảo vâng, không dám cãi câu nào. Ví dụ bây giờ là mồ côi chẳng hạn thì chuyện gì xảy ra? Bị chết đòn chứ, phải không? Cho nên có cha mẹ mình nuôi nấng thì bản chất là mình có chủ nợ, banh đấy còn gì nữa. Hết tiền là gì? Rút thôi. Nhưng mà rút tiền xong có trả không? Vay có trả không? Không trả đấy, thằng dây này. Vay thì phải trả chứ, nhây vừa thôi. Vì vậy suốt từ 0 đến 22 tuổi mình vay tiền của ai? Của bố mẹ. Vay cả tiền, vay cả tình, đúng không? Có phải là ốm đau bệnh tật bố mẹ đi đưa đi bệnh viện, học hành thiếu tiền bố mẹ lo, rồi là từ cái việc mà cái cúc áo nó đứt bố mẹ khâu. Tất cả mọi thứ bố mẹ làm. Có khi bố mẹ làm trong suốt 22 năm, làm cho mình cả 1 tỷ việc. Nhưng mà có khi bố mẹ chỉ cần không hài lòng mình một việc thôi mà mình đã giận bố mẹ rồi. Thì hỏi rằng đứa con đấy tốt hay xấu? Con gái, đứa ấy là tốt hay xấu? Xấu. Cho nên bố mẹ làm 1 tỷ việc, không may có một việc không hiểu mình, làm với mình chưa tốt, thì rõ ràng là mình yêu bố mẹ, mình thông cảm với bố mẹ hay là mình giận? Có giận không? Không cái gì. Hai đứa nào giận nói bác nghe nào. Có giận không? Giận không? Bọn này nhây quá không chuyển hóa được. Tính chất vật lý kém. Đấy, cái đoạn này là chịu rồi. Em cứ vậy thôi. Đấy, thì báo hiếu cha mẹ. Cho nên việc số 1, muốn bàn gì thì bàn. Sinh ra mà chúng ta được như thế này thì việc đầu tiên là báo hiếu cha mẹ. Nhưng trong báo hiếu cha mẹ thì có cái tầng thấp nhất. Cái tầng thấp nhất ấy là một là hiếu kính. Hiếu kính thôi thì không có tiền trả nợ nhưng mà cũng phải biết khất nợ chứ nhé. Yeah. Thôi thì cũng phải biết mang ơn, thôi thì cũng phải là con cảm ơn bố mẹ, rồi con xin lỗi bố mẹ, rồi đi chào về hỏi gọi dạ bảo vâng chứ, thì tối thiểu về vậy chứ. Nhưng mà lại không có cái gì cho bố mẹ mà lại còn suốt ngày nói xấu bố mẹ thì cái đứa con đấy bất hiếu quá, có phải không? Vậy thì việc đầu tiên là phải hiếu kính. Nhưng cái này đa phần những người thành công không làm được. Nó lại chết ở những người thành công nhé. Tức là từ ngày mình được học đại học, mình giỏi lên, xong mình kiếm tiền, mình được va chạm xã hội, thì bắt đầu mình giỏi lên, thì bắt đầu mình thấy bố mẹ mình nói cái gì, cũng lạc hậu, thậm chí là cũng ngu. Thì hỏi, có kính trọng bố mẹ không? Rất nhiều người không làm được việc này. Nhưng mình phải hiểu là vì họ rất là vất vả. Ngày xưa họ sinh ra trong thời kỳ lạc hậu, xong họ phải thắt lưng buộc bụng để dành từng đồng một nuôi mình, để cho mình trưởng thành. Nhưng đến khi mình trưởng thành xong thì mình lại quay sang nói rằng là bố mẹ mình lạc hậu và ngu đần. Thì cái đứa đấy là đứa bất hiếu. Đứa bất hiếu đầu tiên, đứa bất hiếu sơ đẳng nhất đấy. Mà chỉ cần hiếu kính thôi. Đoạn này đã mất tiền chưa ạ? Chưa mất cái gì cả. Chỉ cần nhớ rằng là 22 năm trời bố mẹ mình lăn lộn. Có những đứa thì không đến 22 năm. Có khi bố mẹ chỉ nuôi được 10 năm đã phấn vứt ra đời rồi. Thì 10 năm đấy cũng là 10 năm gì? Khốn nạn, khốn khổ ông bà ấy rồi. Đúng không? Thế thì như vậy là phải hiếu kính. Cho nên rất nhiều người thành công xong quay về không tôn trọng bố mẹ nữa. Rất nhiều anh chị học thành thạc sĩ tiến sĩ xong gặp lại cô giáo dạy lớp 1 ngày xưa không còn tôn trọng nữa. Vì bảo cô ấy đần, ít nhất là cô cũng giúp mình trong thời kỳ lớp 1 cơ mà. Vậy thì cái này nó gọi là hiếu kính. Con ghi 1.1 là hiếu kính. Đấy. Cả nhà hiểu cái hiếu kính chưa ạ? Hai đứa có hiểu không? Hai con gái của mẹ Bích đúng không? Bích Loa Độ. Đấy. Không được nhận con gái mẹ Bích. Rồi, vậy con gái mẹ trên trời được không? Rồi. Có công nhận hiếu kính không? Thế con ở nhà con có hay cãi bố mẹ không? Có bao giờ nói xấu bố mẹ không? À. Đấy nhá, đấy là một cái ví dụ điển hình đấy, đối với trẻ con. Nhưng mà cái này người lớn mắc nhiều này. Đặc biệt ở cái tuổi 40, 45, xong mình thành đạt rồi. Xong bố mẹ mình thì ở cái tuổi 65, 70. Các cụ hơi bị lẫn tí. Thế là các cụ nói năng cái gì thì bảo ông bây giờ là ông bị lẫn rồi. Ông bây giờ ông biết cái gì đâu mà ông nói. Đấy thì rất nhiều đứa con bị dính cái này. Thế thì đấy là cái việc đầu tiên là bảo hiếu. Cái này không dạy trẻ con đâu nhá, cả người lớn đấy nhá. Đấy, cái 1.2 là bắt đầu cái hiếu này bắt đầu là cao hơn tí, gọi là hiếu thuận. Hiếu thuận. Tôi hỏi này, nếu bố mẹ mình mà muốn làm một việc mà không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức, mà làm việc đấy là chắc chắn mất tiền của ông bà. Tiền này là tiền của ông bà nhá. Nhưng mà ông bà thích làm thì mình có ngăn cản không? Hỏi thật cả nhà đấy. Đấy nha, tôi lấy ví dụ. Ví dụ thôi, bố mẹ tôi bấy nhiêu năm dành dụm được 1 tỷ chẳng hạn. Thế 70 tuổi rồi mà ông còn máu lắm. Ông định mở một cửa hàng buôn xe đạp. Mà tôi biết chắc buôn là mất tiền. Hỏi có đồng ý cho ông buôn không? Mà ông không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức. Đơn giản chỉ tao thích buôn thôi, có vậy thôi. Có cho ông bà buôn không? Đúng. Hả? Nhưng mà tại sao phải giải thích cho bố mẹ hiểu? Có cảnh báo rủi ro nhưng vẫn thích làm. À, đành chịu gì không? Đón nhận chứ sẽ đành chịu. Tức là mình cũng kinh doanh ngu mấy lần phá sản rồi. Thì bây giờ cho phép ông bà phá sản phát có được không? Được mà. Chỉ có điều là nếu mà mình tham thì mình sợ sau này ông hết tiền mình ai nuôi? Mình phải nuôi chứ, nên thành ra mình tham cho nên mình can chứ. Chứ còn thực ra là ông bà có tiền nên để cho ông bà gì? Trải nghiệm mà. Tại sao không? Vậy thì cái này gọi là hiếu gì? Hiếu thuận. Cả nhà hiểu không? Hiếu thuận chính là đồng thuận với cha mẹ mình làm những cái việc mà ông bà thích, nhưng miễn là không vi phạm đạo đức. Nếu ông thích gì ạ? Bằng đấy tuổi đầu mà ông thích làm cái gì mà ông thấy vui, để cho ông làm. Ông thích buôn cây cảnh gì? Buôn. Biết buôn là mất tiền nhưng ông thích là được, có vậy thôi. Cùng nắm hết tiền thì thôi, sau này về con nuôi. Có vậy thôi, chả vấn đề gì cả. Để cho mọi người sống vui vẻ với nhau. Nhưng mà thường thì mọi người hay dùng đúng cái trí tuệ của mình. Vì mình va chạm nhiều mà mình biết làm việc đấy là mất tiền. Chứ mình can. Nhưng mà có phải mình khôn lên là nhờ vài lần mình mất tiền không? Thế bây giờ mình có muốn bố mẹ mình khôn hay là khôn lên, hay là cứ giữ 1 tỷ vậy và cứ ngu vậy, xong sang kiếp sau vẫn ngu vậy? Không, bây giờ nó là tư duy thôi. Bây giờ nó là lựa chọn thôi. Tóm lại mình có 2 lựa chọn. 1, chấp nhận cho bố mình mất 1 tỷ và ông thông minh lên. 2 là để nguyên 1 tỷ đấy sống dưỡng già và kiếp sau vẫn ngu vậy. Chọn đi. Có vậy thôi. Nó lựa chọn, đừng dùng trí tuệ vào đấy, đừng có phân tích, phân tiết gì cả, cũng không phân gì cả. Đấy, có vậy thôi. Ví dụ như là có một anh bạn hỏi tôi thế này. Vợ tôi muốn mở cái cửa hàng kinh doanh này mà cô ấy đòi 1 tỷ để mở cửa hàng. Không? Thì theo anh là, mà tôi biết là mở là mất, thì theo anh có nên mở không? Thì tôi hỏi anh ấy là nếu nhà anh mất 1 tỷ thì có ảnh hưởng gì đến kinh tế không? Anh bảo không, 1 tỷ thì nó cũng như tôi mua cái đồng hồ thôi, nó không vấn đề gì cả. Vậy thì bây giờ có 2 cách. 1 là anh cho vợ anh trải nghiệm và khôn lên. 2 là vợ anh cứ ngu vậy và còn nguyên 1 tỷ. Anh chọn đi. Nó đơn giản là vậy thôi. Còn nếu mà đồng ý thì ném 1 tỷ cho cô ấy trải nghiệm. Và nếu mất thì gì? Thôi, nhưng mà nhiều khi nó lại đen, nó lại ra 4 lần. Vì chúng ta thường nghĩ là chúng ta khôn hơn người khác, nhưng thực ra chưa chắc mình đã khôn hơn. Vì vậy phải trải nghiệm mới biết. Đấy. Nhưng mà nếu cô ấy bảo mở quán karaoke ôm thì cô đồng ý không? Không, vi phạm đạo đức. Mình chỉ làm khách hàng thôi. Ok, đấy là hiếu thuận. Nhưng mà đến cái tầng này thì cao hơn, là tầng thứ ba, là tầng hiếu thảo. À, đoạn này là cho ông bà trải nghiệm. Nhưng mà tiền của ai? Tiền mình. Bố mẹ có đi du lịch không? Tao không muốn đi du lịch. Nhưng mà nếu hiếu thuận thì là gì? Đưa tiền đây con book phòng cho. Đấy là hiếu gì? Hiếu thuận. Nhưng mà đến tầng hiếu thảo là gì? Rồi, để đây con lo. Nhiệm vụ của bố mẹ là gì? Dọn hành lý và lên đường. Hết. Có đúng không? Thì đấy là hiếu thảo. Nhưng đoạn hiếu thảo này có cần tiền không? Con ghi sang bên cạnh đỏ lòm cho thầy. Cần tiền. Cho nên thằng nghèo có hiếu thảo được không? Thằng nghèo không hiếu thảo được. Chỉ có chim các bác chào màu chào bác thôi. Đấy, không hiếu thảo được. Đấy. Cả nhà hình dung không ạ? Đấy này, cho nên là thường là những thằng nghèo thì nó lại thường nghèo, nó lại hay đạt được cái gì ạ? Hiếu kính. Đấy. Tức là bố mẹ thích ăn cháo không, con nấu cháo cho bố mẹ thì đưa tiền đấy, con đi chợ con mua cháo con nấu cho. Có vậy thôi nha. Yeah. Bố mẹ có thích quần áo đẹp không thì con mua cho bố mẹ, nhưng mà đưa tiền đấy con mua cho. Bố mẹ thích xây nhà gì, đưa tiền đây. Tóm lại tiền này là tiền của ai? Tiền bố mẹ. Tiền. Chỉ có điều là con không ăn gian, con trung thực hơn mấy thằng nhà thầu. Nhưng mà nhiều đứa còn ăn gian luôn nhá, còn khiếp hơn cơ. Không có cái tầng nào luôn, nó tầng không luôn. Đấy. Thế thì cái này là cần tiền. Nhưng cái đoạn này mới là dã man. Đoạn này là đoạn hiếu nghĩa. Hiếu nghĩa. Bây giờ đưa tiền cho bố mẹ, nhưng bố mẹ này không tiêu cho bố mẹ, mà lại cho cái chỗ nào mà bố mẹ thích cho. Tôi lấy ví dụ nhá. Đưa tiền cho ông bà, nhưng ông bà này không tiêu cho ông bà, mà lại đưa cho thằng em. Nó về nó xây nhà. Đoạn này có được không? Được. Đoạn này chưa phải tiền của nó nên nó đồng ý nó nhanh lắm. Nhưng mà tiền thật nó mới khiếp nhau. Đấy. Khi đấy mình bỏ tiền ra không phải để cho ông bà, nhưng mình bỏ tiền ra mua cho ông bà sự bình an. Tức là cái đấy là mua cái vô hình nhá. Ví dụ ông bà muốn xây, như ông có một cái di nguyện là muốn xây nhà thờ họ đẹp, nhưng ông không có tiền. Nhưng mình thì có điều kiện, thì đưa tiền cho ông vào cúng vào nhà thờ họ để xây cái nhà thờ họ. Thì có phải trước lúc chết là ông cảm thấy gì? Nó bình an. Vậy mình mua cho ông sự bình an, chứ không phải mua cho ông những cái thứ vật chất. Bây giờ bắt đầu mình mua cái vô hình nhá, chứ không phải mua cái vật chất nữa. Cả nhà hiểu không ạ? Nhưng nếu mình nhìn theo góc nhìn vật chất thì mình sẽ thấy mẹ, cái tao nhớ không nhầm thì series tiền này vừa hôm qua tao đưa cho ông cơ mà sao hôm nay mày lại tiêu rồi. Vậy đoạn này chú đang nhìn theo góc nhìn vật chất. Cho nên cái tầng hiếu nghĩa là rất khó. Đưa tiền xong một hồi ông bà lại đi làm từ thiện, đưa tiền cho một hồi ông bà lại cho thằng em, đưa tiền cho một hồi ông bà lại xây nhà thờ họ, đưa tiền cho một hồi lại cúng cho ông sư nọ, cúng cho ông sư kia. Và mình cảm giác như kiểu mình với là thằng bị lừa. Cảm giác như bị lừa. Đấy, ví dụ như vậy, nó điển hình luôn mà. Thế nhà tôi thấy ông bà nhà tôi chỉ có một ước mơ, ông bà vòng cảm xúc mà. Chỉ có ước mơ duy nhất đó là sĩ. Cái lần trước tôi vừa nhoi có kinh tế tí đi khỏe khắp cả làng. 3 tháng sau báo tin con phá sản rồi. Hết sĩ. Lần thứ hai, nhoi này tí lại đi khỏe, giờ nó lại lên rồi. Khoe được 3 tháng sau lại phá sản. Hết sĩ. Lần thứ 3 không dám khoe, nó rén rút kinh nghiệm. Nhưng mà nên được cái vòng cảm xúc phát là bắt đầu là gì? Chỉ thích nhà to. Thế ngày xưa tôi không biết đạo Phật ấy, thì tôi không làm việc đấy. Tôi bảo thực ra ông bà sống ở cái nhà cấp 4 này là đẹp lắm rồi. Còn muốn cái gì nữa mà xây nhà to ra thì chỉ có tổ lau nhà, quét nhà với dọn nhà chứ sung sướng cái gì đâu. Nhưng mà cứ Tết nào về ăn Tết, con nhà ông A này công nhận nhà nó, con Phúc Đức, thằng con xây cho bố cái nhà to đẹp thật đi. Cứ nhìn thấy cảnh nhà mình mà buồn. Kiểu gợi ý mà rất đau lòng, thấy không? Vì sao mình học đạo Phật xong mình phát hiện à, đơn giản là sĩ gì. Mà sĩ thì giả sử mình bỏ ra 3 tỷ thì đã chết chưa? Chưa. Mẹ cho sĩ hết tầm. Đấy. Bắt đầu xây xong được độ khoảng 4 tháng sau thì mẹ tôi bảo là Tuấn ơi, mày cất hết cái điều khiển điều hòa đi cho mẹ. Tình hình là mấy con chị nó xuống là nó cứ bật điều hòa liên tục, chết tiền điện. Đấy. Thứ hai là tao dọn nhà đau lưng lắm rồi cho nên mày khóa lại mấy phòng lại, không cho chúng nó lên đấy nữa. Ôi xây xong khóa lại, không bật điều hòa. Bắt đầu mới nhận ra là gì? Giá cứ để nhà như ngày xưa thì tốt. Như vậy bản chất là giải thoát chưa? Giải thoát đấy còn gì đó. Sợ nhà to là giải thoát, còn sang kiếp sau còn muốn nhà to nữa không? Không. Đấy, giải thoát. Như tôi cũng vậy chứ. Tôi chỉ thích có một cái khuôn viên vườn nó rất là đẹp, xong ở giữa có cái nhà gỗ. Đấy, xong rồi ra ngắm trăng, ngắm sao, rồi ngồi giữa hồ uống ấm trà. Nghĩ cái cảnh đấy xong mặc bộ thiền này. Nghĩ cái cảnh đấy thôi cảm giác như đấy là thiên giới rồi, chứ không phải địa giới nữa. Thế là về Nam Định thì trước mắt là anh em mới thuê một cái khu đúng như vậy luôn. Tối muỗi nó bay như trực thăng. Tức là trong cái tưởng tượng của mình thì không có muỗi, nhưng sự thật là muỗi nó như trực thăng. Mà đúng cái mùa đông năm kia mà nó lại rét nữa. Cái hình ảnh tôi đang chui mà tôi ngồi trong cái nhà gỗ mà mũ đội trùm hết. Nó rét nghe chưa. Tối nằm rên rự cái này rét. Mà màn phải mắc 3 loại màn mà bên ngoài nó cứ như trực thăng. Ở được đúng 3 tháng mà nó âm u. Mình cảm giác nhìn vào đâu cũng thấy tâm linh. Được đúng 3 tháng thì mấy thầy trò bảo thôi khuất khăn gói quả mướp lên đường thôi. Thế là giải thoát, không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà resort nhà gỗ, nó khiếp luôn. Vậy là giải thoát chưa ạ? Giải thoát chứ không nó cứ ám ảnh trong đầu, nó phải làm một khu, ở giữa là cái hồ, có cái chòi bán nguyệt, rồi sáng ra uống trà, tối rồi bạn bè đi uống trà, nó không có thằng nào đến đâu. Đấy, mới giải thoát được chứ. Đấy. Thì bố mẹ tôi cũng vậy, tôi đẩy phát là hết lên vòng cảm xúc. Nhưng bây giờ nó bắt đầu với sang đến cái vòng mà hiếu nghĩa nhỉ. Thì vừa xây xong thì ông già gọi tôi lên, hai ông bà già gọi tôi lên với họp mặt. Và Tuấn ạ, tình hình là cái đất mà vừa xây nhà là bố cắt cho thằng em. Mà đất của ông có 600 mà mình xây nhà 3 tỷ. Cắt cho thằng em. Còn con thì vợ chồng mày có điều kiện thì hốc cái đất đằng sau. Cái đất đằng sau thì chỉ có 400 triệu thôi. Mình hỏi mẹ, mình như cú lừa ấy. Mà bà già thì rất vui, kiểu cảm giác là bố mình lừa được mày rồi. Sự thật luôn nhá, 100% nhá. Xong rồi tôi bảo không. Thì bà già tưởng là không đồng ý ấy. Úi bà làm một trang, mình bảo không là ở đây này là cái chỗ đằng sau còn để cho ông bà. Nay mai khó khăn gì thì lại bán đi gì, để cho thằng em hoặc là ông bà sống. Còn thiếu tiền con lại lo tiếp. Thì cái việc đấy là xong rồi, không phải lo chia đất đâu. Cứ vậy xong coi như cho ai cũng được, cái này giờ là quyền của ông bà. Đấy, bắt đầu giải thoát. Cả nhà hiểu này không ạ? Cái đấy là tầng hiếu nghĩa. Sau khi mà hiểu đạo Phật ấy thì mình mới làm được cái việc đấy đấy. Còn như ngày xưa là chết với mình mà tôi đi ra khắp vòng tròn cái quốc gia này, chưa ai lừa được tôi mà về nhà này bị lừa. Nghĩ nó cay cái chưa? Mình khôn như thế này mà bị lừa nghĩ nó cay. Nhưng mà từ ngày học đạo Phật xong bắt đầu mình hiểu đấy là gì? Tốt. Mình đang làm được việc tốt. Cho nên tôi nói các anh chị nào giàu có nhé, mà còn có chỗ mà mình giúp mà họ còn nhận đấy, nó còn may đấy. Còn có những người bây giờ giàu có mà bố mẹ mình còn giàu hơn, cứ mua cái gì về ông bảo thế mua làm gì, tao còn có cái này còn xịn hơn của mày, nhục chưa đấy, còn nhục hơn cơ mà không ai ghi nhận cơ mà. Mà đời mà khổ nhất là không ai ghi nhận. Không. Cho nên là còn có bố mẹ còn tham tiền nên là còn may đấy. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.